Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chuyên mục An ninh Lào Cai. Chương trình hôm nay xin gửi tới quý vị và các đồng chí phóng sự Lào Cai hướng tới sự phát triển nhanh, bền vững. Mời quý vị và các đồng chí cùng quan tâm theo dõi. Chuyển mình cùng đất nước, tỉnh Lào Cai đã có những bước giành được những thành tiệu quan trọng với nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tỷ trọng công nghiệp chiếm tới 45%. Nhưng quá trình phát triển kinh tế xã hội cũng tạo ra nhiều áp lực lớn lên công tác bảo vệ môi trường. Giữa như năm 2022, trong quá trình sản xuất tại nhà máy sản xuất phân bón DAP công suất 330.000 tấn mỗi năm thuộc xã Tàng Lỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, xảy ra sự cố tại xưởng SA có dao động bất thường về chỉ số công nghệ. Nhưng công nhân trực ca đã không phát hiện và xử lý kịp thời, dẫn đến hệ thống chuyển hóa và hấp thụ khí chưa triệt để, làm tăng lưu lượng khí thải xưởng SA ra môi trường, gây nên sự cố tấp lá, chết héo hoa màu, cây cối của người dân địa phương trên diện rộng. Sau khi phát hiện cái chất độc thì, khi chúng tôi nên cùng với người dân nên thì cái khí độc thả ra là rất nồng nặc. thấy nhiều người thì đương làm mà sau khi còn chết bị ngất. Không thể nào mà ra hoa kết có quả được. Cứ ra mầm non đến đâu là sun hết vào đến đấy. Như ngô chúng tôi trồng nơi chẳng hạn cũng thế thôi Trồng này thì nếu mà ví dụ như mà một trận mưa có axit của nhà máy nó xả ra phát là tát hết lá Trước sự việc gây bức xúc trong nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành nghị quyết 1400 xử phạt hành vi vi phạm hành chính tổng số tiền 350 triệu đồng đối với công ty cổ phần DAP số 2 Vinachem do gây sự cố môi trường. Tuy nhiên, vừa xử phạt xong, vài tuần sau, đập bãi thải của công ty này lại tiếp tục bị vỡ và do dì nước khiến cho nước từ bãi thải chảy ra suối và ao của người dân làm chết cá. Công ty cổ phần DAP số 2 và Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng môi trường xung quanh khu công nghiệp Tàng Lỏng. Theo đó, 23 hộ dân nhận tiền theo đền bù thiệt hại hoa màu với tổng số tiền 232 triệu đồng. Theo thống kê của huyện Bảo Thắng, thời điểm đó có khoảng 700 ha cây trồng của hơn 700 hộ dân ghi nhận bị ảnh hưởng, ước tính tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng. Công ty cũng thành lập một tổ công tác do đồng chí Phó Tổng đốc Kỹ thuật làm tổ trưởng cùng với các thành viên khác phối hợp chặt chẽ với này huyện với địa phương và làm việc với từng hộ nông dân bà con mà có ảnh hưởng để xác định thứ nhất là cái diện tích sẽ bị ảnh hưởng thứ hai là cái mức độ ảnh hưởng từ đó thì huyện sẽ đưa ra cái phương án hỗ trợ. Thế thì khi mà huyện có phương án hỗ trợ thì công ty cũng nghiêm túc chấp hành cái việc là chuẩn bị cái nguồn kinh phí để chi trả hỗ trợ kịp thời cho cho bà con. Những vụ việc vi phạm môi trường như vụ việc nêu trên ở khu công nghiệp Tàng Lỏng đã diễn ra liên tục trong thời gian qua. Chính vì thế, năm 2022 có thể nói là một năm nhiều nỗ lực của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh Lào Cai. Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lào Cai trực tiếp phối hợp phát hiện 103 vụ việc, 12 tổ chức, 88 cá nhân vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 99 vụ, tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, trực tiếp khởi tố 3 vụ, chuyển khởi tố 1 vụ. Vượt qua nhiều khó khăn, lực lượng cảnh sát môi trường toàn tỉnh Lào Cai vẫn đạt và vượt các mức chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được giao trong năm 2022 trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã tổ chức quán triệt triển khai và xây dựng nghị quyết kế hoạch công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh tiến hành giao nhiệm vụ chỉ tiêu cho các đội nghiệp vụ đồng thời chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc lực lượng cảnh sát môi trường cấp huyện thị xã thành phố bám sát các chỉ tiêu công tác chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản nắm chắc tình hình địa bàn tham mưu chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề bức xúc phức tạp nổi lên kiên quyết không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh ban hành nhiều kế hoạch điện văn bản để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thị xã thành phố tổ chức phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường tài nguyên an toàn thực phẩm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật rộng rãi trong nhân dân, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng, bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, đề xuất, đấu tranh có hiệu quả các vụ việc. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh cũng như là lãnh đạo Cục Cảnh sát Môi trường. Trong năm qua thì chúng tôi đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp tốt với các cái đơn vị chức năng, ban ngành của tỉnh để đảm bảo công tác quản lý nhà nước và cũng như là đấu tranh với các cái tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường. Để qua đó, nhiều vụ việc đã được lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện, bắt giữ, xử lý để đảm bảo đến nay là không có điểm nóng phát sinh trong địa bàn tỉnh Lào Cai với chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường những năm qua cùng sự tham gia vào cuộc của các cấp ủy đảng chính quyền và cả hệ thống chính trị trong đó lực lượng công an là nòng cốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh lào cai đã có những chuyển biến mạnh mẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế nhanh an toàn bền vững của tỉnh này khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng có diện tích 1.100 ha có 33 dự án công nghiệp đang hoạt động với nhiều nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất, chế biến khoáng sản, luyện kim. Thời gian trước đây, khu công nghiệp này luôn là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong dư luận. Nhưng giờ đây, vấn đề giải quyết, khắc phục các sự cố môi trường tại khu công nghiệp Tàng Lỏng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quay trở lại, công ty cổ phần DAP số 2 Vinachem vào thời điểm đầu năm 2023, sau khi hoàn thành chi trả hơn 9 tỷ đồng tiền đền bù thiệt hại cho 720 hộ dân ở 10 thôn của xã Phú Nhuận, đến nay công ty đã khắc phục xong các sự cố về môi trường. Lực lượng công an đã hướng dẫn, phối hợp, giám sát việc khắc phục các vi phạm, sửa chữa hệ thống xử lý khí thải trung gian, thay thế thiết bị quan trắc khí thải bị hỏng, nâng cốt B, chắn bãi chứa chất thải nhằm tránh các sự cố đáng tiếc là một trong những đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Hàng năm chi nhánh luyện đồng Lào Cai Vimico thuộc công ty khoáng sản TKV dành hơn 9 tỷ đồng để chi trả cho công tác bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, xử lý chất thải. Doanh nghiệp này được lực lượng chức năng đánh giá cao trong việc sử dụng triệt để các trang bị kỹ thuật nhằm đảm bảo thông số môi trường hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực tới môi trường. Tuy nhiên, nếu nói về giải pháp tốt nhất trong việc xử lý, giải quyết các vấn đề về môi trường tại khu công nghiệp Tàng Lỏng, phải kể đến công ty hóa chất Đức Giang. Bên cạnh hệ thống nước xa thải khép kín tuần hoàn, hệ thống khí thải với 13 ống quan trắc online, thì doanh nghiệp này đã hoàn toàn xử lý triệt để bãi thải độc hại với dây chuyền xử lý thạch cao công suất 200.000 tấn một năm, biến bã thải thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất vật liệu xây dựng trong nhiều năm qua lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành có liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường nhất là tại các khu vực trọng điểm tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường như khu công nghiệp tàng lỏng các khu vực khai thác khoáng sản các nhà máy trọng điểm luyện kim màu đồng thời ra soát các quy trình vận hành xử lý chất thải gồm nước thải khí thải chất thải rắn Ngoài ra, còn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra khi có kiến nghị phản ánh của nhân dân qua các hệ thống thông tin báo chí về các vấn đề ô nhiễm môi trường. Qua các cuộc kiểm tra đã kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp, nhà máy và yêu cầu các doanh nghiệp phải khắc phục. Qua đó được chính quyền và các ban ngành chức năng, người dân và doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, đánh giá cao. Vấn đề môi trường của khu công nghiệp tăng nỏng trong cái thời gian vừa qua cũng đã có những cái chuyển biến hết sức tích cực từ cái việc giải quyết xử lý sự vụ sự việc rồi là đến cái việc mà yêu cầu các doanh nghiệp phải có những cái giải pháp mang tính chất lâu dài bền vững để khắc phục những cái tình trạng các cái nguy cơ có thể xảy ra đối với từng doanh nghiệp trên cơ sở chủ động công tác nắm tình hình phòng cảnh sát môi trường luôn chủ động tham mưu cho giám đốc công an tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tài chính an toàn thực phẩm tài nguyên khoáng sản đánh giá dự báo sát đúng tình hình từ sớm từ xa nhận diện kịp thời đầy đủ về hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật phản ứng nhạy bén với các tình huống vụ việc phức tạp không để phát sinh các điểm nóng về môi trường gây bức xúc trong xã hội chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường công an cấp huyện tăng cường công tác bám nắm địa bàn đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến môi trường góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh với chủ trương không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế những năm qua cùng với sự tham gia vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng chính quyền cùng người dân lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh lào cai luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt tin cậy trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, qua đó đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Lào Cai trong tình hình mới. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục an ninh Lào Cai, chương trình xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chuyên mục sau.